Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Và mình là NBH đây, đáp ứng nhu cầu của anh em về tem mặt trăng, cũng nhân tiện là cũng như kiểu là sắp đến Trung Thu rồi ấy. Hiện nay là ngày 29 tháng 9 rồi, chẳng mấy đâu, vài hôm nữa thì sẽ đến Tết Trung Thu. Rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Thì ở video này mình sẽ review cho các bạn về tem mặt trăng nhé. Ánh trăng tàn khốc, gọi là ánh nguyệt tàn khốc chứ. Đấy, bao gồm Lulala này, Rakai này, và em Kasofia. Mình em này thì mình cứ đặt nó đọc là, còn em nó tên là Kalitlia ấy, nhưng mà mình cứ đọc là Kasofia cho nó dễ nghe. Vì mà cái từ Kasofia đấy nhiều người biết hơn, bởi vì những bạn nào chơi Liên Minh thì các bạn đều biết con rắn đó mà. Thì đây chính là team mà mình muốn review cho các bạn test này. Thì là không biết là cái team ánh nguyệt tàn khốc này nó sẽ như thế nào đây. Thì mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm nhá. À, bây giờ mình sẽ là nâng cấp bọn này lên khá lên, vì đây toàn là mấy con phụ mà nên nó không được mạnh mẽ cho lắm. Và chủ nhân lại có tiêu tử lực rồi, thôi nói chung là cứ xài đi. Đằng nào từ bây giờ này, tối ngày mai này, ngày mai là thứ hết ngày hôm nay, hết ngày mai thứ bảy là tactic là chắc cũng được lên tầm 1000 thể lực. Thì mình định là chủ nhật tuần này là mình sẽ ăn full thể lực, full tất cả các mốc để kiếm con kiếm cái thẻ đột phá. Bởi vì khi các bạn ăn full trọn vẹn even thể lực trong một tuần đấy, bằng các bạn nạp 2 triệu vào đấy, hơn chứ, tổng số quà đem lại là phải hơn là các bạn nạp 2 triệu vào luôn. Rồi, trước mắt là con này mình sẽ để tầm đấy thôi, xem nào, chỉ được cho bản thân à. Ở nâng con này lên tất đi, lỡ rồi thì không biết kích duyên nó có lên được không nhỉ. Mong là lên được ba sợi. Trườn về giữa sương mơ, nơi hơi anh ngỡ như đang mơ mơ em. Xong rồi rồi, may quá, cảm giác bối rối cuối cùng nó vẫn là đủ để tiếp bước lên được 3x. Bởi vì em này cái skill bị động của nó rất là hay, nếu mà không mở full lên thì nó mất đi cái điểm hay của em nó. Đó, rồi đã xong luôn đây. Mình vừa nãy mình vào kho đồ ấy, đang định nghĩ ý tưởng để làm video, đột nhiên nhìn thấy cái tem mặt trăng này phát quất luôn cho anh em luôn. Thì đó, trước mắt là phải lên level thân mật là tầm 30 thì nó mới mở full được hết kỹ năng nhá. Mình sẽ chia ra hai con này xem nào, con Rakai cũng chưa nâng rồi, luôn lan nâng rồi thì là mình sẽ chia ra, chia sao cho nó đầy đủ. Con nào có, bọn này level cũng 7 hết đi. Rồi, thì em này ấy, sau khi lên mở skill bị động này, các bạn nhìn này, HP dưới 1/2 sẽ tăng 30% né và hiệu quả trị liệu cho bản thân kéo ra trong vòng 2 hiệp. Thế là cái skill bị động con này rất là ngon luôn. Kết hợp này nó có skill phản đòn cũng khá tuyệt vời. Các bạn, cái skill này các bạn nhìn này. Mình đang phân vân nhá, không biết là mang con này đi boss thế giới nó có boost cái skill này lên không này, hoặc là đi poker nổi loạn nó có boost cái skill phản đòn này không nhỉ. Phản đòn này thì đối phương bị phản đòn cơ mà, không biết là nó có boost, nó có bị được phản không, đó cũng là một dấu hỏi chấm rất là to. Vậy là mình cũng sẽ tối nay thử xem mang em nó đi phát xem nó phản không. Thì em này mang đi hỗ trợ rất là tuyệt vời rồi đấy, ngoài một skill tấn công duy nhất thôi. Đây có mỗi skill này là dựa trên 80% đam và click của mục tiêu này, ra tương hệ yêu. Còn các skill khác này, hồi máu này, xóa bút xấu này, nào thì phản đòn này, làm em khá tuyệt vời. Em này thì mình đã có video review kỹ rồi, các bạn muốn biết chi tiết hơn thì các bạn có thể tìm để tham khảo nhé. Đây là mình đi qua nhanh thôi, nâng cấp nhanh test team cho mọi người mà. Bây giờ chẳng nhẽ lại đi lại ấy. Đó, rồi tiếp tục F3 cái skill thông dụng test tướng, test bet lực. Rồi, vậy là em này mình thấy cũng xem xem rồi đấy. Bây giờ đeo đồ cho em nó phát. Em này thì mình sẽ đeo cho em nó cái đồ ăn thừa để tăng khả năng hồi phục của em nó lên. Vì em này là những con cover mà, những con cover hỗ trợ cho team ấy, thì các bạn nên để cho nó sống càng dai càng tốt, hoặc những con tanker nữa. Sát thương thì các bạn nếu mà các bạn tem các bạn ấy, nên chơi theo phong cách như sau này: một tank, một chống chịu, một sát thương chủ lực và một hỗ trợ. Nó như kiểu là AD này, support này, và cũng như là tanker ấy, thì nó sẽ phát huy được gọi là bảo kê ba con, nó sẽ hỗ trợ đồng đều nhau ấy,
cho bạn có khả năng gọi là lăn quả cầu tuyết mạnh mẽ hơn. Đó, gộp lên cộng 1 đi, lên bao nhiêu lượt chiến? Ôi, 900 lượt chiến liền. Đó, vậy là em Casovia đã nâng cấp xong. Em này bây giờ đã khoan, đã từ từ tẩy qua cái thẻ pro phát, chẳng nhẽ lại chẳng ai đi cho nó dùng cái pro cùi bắp như thế bao giờ. Ít nhất là cũng phải ra tốc A đủ lên, được S thì tuyệt vời. Thì tính cách chuẩn của em này thì mình nói luôn cho bạn nhé, đó là tính cách là trừ đam cộng speed. Em này các bạn có thể lấy tính cách là trừ clip cộng speed cũng được, bởi vì em này có một skill duy nhất gây sát thương thôi, nhưng mà phần lớn là nó lấy dùng để hỗ trợ team mà chính, nó cũng khá giống Celebi ấy. Vậy nên các bạn không đợi được trừ đam thì các bạn có thể lấy trừ clip cũng ok, không vấn đề gì cả. Thôi mình dùng bánh thánh đi, bánh thánh này nhờ bánh thánh này ai dùng dùng chả có hiệu quả quái gì. Thôi dùng cái này đi, tăng 15% né cho bản thân thôi, dùng tạm vậy thôi, không được, bắt buộc phải dùng gia tốc. Con này dùng cái này, không dùng cái này các bạn nhé. Cái clip này nó có phải là sát thương đâu, dùng cái tăng clip này cũng chả để làm trò trống gì cả. Rồi cuối cùng được cái gia tốc ép, quá ngon luôn. Xong rồi, vậy là xong em Casuvia rồi. Em Luala này thì mình sẽ đeo, chỉ đeo đồ cho nó thôi, bởi vì em này có quá nhiều video review về em nó rồi. Đánh độc hồn, bộ đi của nó là hồn rồi, ok. Bộ skill bị truyền à, em này thiếu bị truyền thì sẽ ép qua thôi, không nói. Có những con pet nào mới mới ấy, có những con pet nào mới và có nhiều cái thứ hay ho ở bộ kỹ năng của nó thì mình sẽ nói nhiều hơn, chứ em Luala này thì không còn gì là mới lạ rồi, nên mình sẽ đi nhanh thôi, không giống như con Casuvia kia. Đấy, em nốt cái này xong là chuyển sang em được Akai luôn. Đó, em luôn la thì thế thôi, chuyển luôn sang được Akai. Em này cũng là bóng đêm oan nghiệt đây. Em này thì ít nhất thôi cũng chấp nhận hy sinh kim cương cho em nó bằng bạn bằng bè, lên được 20 thôi, không chắc không full được, không sao, lên 20 là cũng tạm ổn rồi. Cái bi động của nó mình chấp nhận hy sinh đi. Rồi à, hoặc là xem phần pro của em này phát long ngữ là chuẩn rồi. Em này cũng long ngữ em này cũng ok rồi, nói chung là em này cũng ok hết rồi. Về mình sẽ ép qua phần skill bị truyền. Đời con đời đắc cai này thì mình cũng đã có video review nó em nó rồi, nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Rồi, vậy là đã xong ba bộ bị truyền cho con này. Bây giờ mình sẽ kiếm đồ đeo con đồ đắc cai này, đeo cho nó cái long nha này phát. Long nha nhưng mà không thích lắm, đeo cho nó cái này đi, cái mông tấn công à, mông tấn công hay là long nha. Thôi đeo cho nó cái đồ ăn thừa đi, tiếp tục đồ ăn thừa để tăng khả năng hồi phục cho nó đã. Lấy một em đam chính là Lula thôi. Em đồ đắc cai này thì có khả năng du ngủ này các bạn này, đó, dung ngủ và đại sự cái dung ngủ thôi miên này, 80% luôn, tỷ lệ khá là cao. Cái bóng ảo này tăng clip tăng nhẹ của nó ấy, tăng cũng khá là vượt trội. Rồi bây giờ mình sẽ vào test luôn nhé. Rồi hai triệu ba cũng khởi động với team 2.3 thôi, nhẹ nhàng nhịp nhàng, cứ để xe hàng, cứ từ từ cho khoai mình như nó nhừ. Đấy, đập luôn bạn 2.4 này đi. Tất cả mình sẽ để auto nhé cho mọi người đánh giá. Đó, vì mấy con này thì mình đều đã có video test riêng từng em best 1 mà, bởi vì nó ra cái là mình làm luôn video cho mọi người tham khảo mà, cứ cái gì mới là phải quất thôi. Đó, bây giờ mình sẽ để auto này để xem là bọn này auto như ra sao, như thế nào đây. Các chỉ số cơ bản của hai bên. Tem mạng của con Black Golem, à cái tem nước kia cũng khá là ok kìa. Cái tem của bạn là hạ đen nhá, bao gồm Black Golem, Kyogre và Arceus, tem đấy cũng khá là ghê đấy. Không sao, mình có lá chắn phản đòn của Casuvia nó búp cho mà. Đấy, phản lại. À đau, đau và cảm, mình cảm nhận thấy có cái gì đó bất ổn rồi, cảm giác đau đau rồi.
giảm đấy, cái ulti của con đờ đa cay giảm thủ lựu đạn. Bạn ấy dùng hiệu trị liệu xóa hết rồi. Ở đua la ulti để một ulti đi đi luôn. Đi luôn sổ ơi. Luala với Sogaleo ấy, hai con tiêm siêu ấy, mấy con đấy có khả năng ulti gây bão rất là cao. Con Casuvia mình nằm rồi, trước khi nằm là nó cũng hỗ trợ team được là cái hồi máu nguyên cây cho Luala cũng như là Black Golem, nhằm Luala cũng như là con Dakai. Còn mỗi con Black này thì một cây này làm sao lên non. Luala nó vã phát chết ngay, mà đánh solo 1-1 thì Luala nó cũng không ngại gần, bởi vì nó có khả năng ngủ ấy, khiến đối phương ngủ. Con đứa cai lại còn thôi miên ngủ nữa. Để bây giờ chỉ cần con Luala của mình có ulti là xử lý ngay. Độc. Ôi sợ ôi. Đấy, tổng hợp năng lượng từ cái cánh của nó rồi nó vã cho cái quả bạo đấy quá là đau. Em ấy của mình nghe có vẻ bé bỏng quá nhỉ. Cái kiểu em Casuvia này mình cảm giác nó bị bốc hơi nhanh quá. Úp cấp nó lên phát. Rồi mình sẽ úp cấp nó lên và đeo tạm đồ cho nó đi. Thì mình thấy em này cảm giác là nó hỗ trợ nhưng mà lại chết sớm quá, chết nhanh sấp mặt ra. Đeo tặng cho em nó bộ khổ ô phát. Mượn tặng của Black Clam đi. Bộ này đeo vào thì nó phải lên tầm gần thật tấn lực chiến. Rồi bây giờ mới bắt đầu trận chiến, mới bắt đầu thực sự được. Bắt đầu này, 2 triệu 5. Đánh luôn với team 2 triệu 7. Quả này cái em Casuvia nó mới gọi là trâu chó lên này. Chứ vừa nãy mình thấy cảm giác nó bị sốc đam nhanh quá. Có bộ của hộ ô là được cái là sau khi chết ấy, sẽ được hồi sinh một lần. Còn Luala với Sogaleo lúc nó được sinh ra ấy, điểm mạnh của nó đó chính là cái đánh xuyên khiên. Cái thời phiên bản 1.0 thì con Celebi đang làm mưa làm gió, thì lúc đó Luala lẫn Sogaleo ra là để trị con Celebi. Tập đoàn skill đánh xuyên khiên mà. Mà con Luala nó ulti rất là khôn. Nó ulti là nó cứ cắn vào Celebi nó vã cơ. Sao? Ui dồi ôi, quả đấy mình tưởng không chết Ho-Oh là mình chết đấy. Quả đấy hô không chết là mình bị hô ít máu, nó ulti ngược lại là nằm luôn. Một Palkia thì đỡ làm sao được cái ulti của con Luala. Đam của Luala rất là cao. Nhưng mà hệ của nó dễ bị khắc quá. Bị khắc toàn bị khắc nhân 4 liền. Nhân 4 liền thì bay hơi trong vòng cứ một nốt nhạc thôi. Tiếp tục nào, phải đội hình được chiến cao hơn xem. Tem bạn kia là tem gì à? Nước không ra nước mà điện không ra điện. Assert kia mà đeo cái mấy chuyển hệ điện là ngon. Đấy gọi đâu? Con Luala nó cứ đè Celebi ra mà đánh luôn. Các bạn nhìn thấy con Casuvia của mình bây giờ trâu chưa? Chỉ cần thay đổi một chút đó chính là đeo đồ cái đồ 95 ấy, nó tăng vượt trội các thuộc tính luôn. Rồi Luala ulti đi luôn. Đấy kể ulti nó cũng ưu tiên đánh Celebi luôn. Chết rồi. Đấy các bạn thấy không, con Casuvia của mình vừa bị chết xong. Nhưng mà do cái bộ hồi sinh luôn. Cái bộ đấy mà đeo cho White Black Clam và kêu ghê nhỉ. Đủ 3 bộ hô, 3 bộ hô đeo vào thì ôi dồi ôi, đi đánh cham còn quá phê. Một ulti đi không. Wow gần chết. Xóa hết bút à, này thì đánh này hồi coi gì đâu, nó búp máu hồi như thế kia thì Celebi làm gì có cửa hồi bằng được em Casuvia này. Nó búp cho hỗ trợ team hồi máu quá là ghê luôn, hồi cả vài trăm nghìn máu một phát.
đánh solo 1-1 thì con Lugala nó vã ngủ, choáng liên tục, choáng ngủ win. Tem mặt trăng xứ này cũng ổn phết nhỉ. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mạnh mạnh cái team này nó mạnh hơn ấy, thì mình hướng dẫn các bạn như sau, là các bạn chơi con thay con Drakkai bằng Tabulele nhá. Thay con Drakkai này bằng Tabulele này thì tem bạn sẽ thành một cái tem siêu khá là hoàn chỉnh. Vừa có tem đấy bao gồm là hai hỗ trợ liền, hai hỗ trợ một đam chứ không có tanh, tem đấy gồm hai hỗ trợ một đam. Nếu muốn tanh thì các bạn lấy con Kasovia này làm tanh này, nhưng mà các bạn phải búp thủ lên châu vào, bởi vì cái ulti của con này là một ưu điểm khá lớn. Dùng ulti các bạn nhìn nha, nó mất 50% số máu mà chấp nhận hy sinh để đồng đội được hồi máu. Đây bạn nhìn này, ôi chết rồi, lựu đạn gặp đúng cái tem chuẩn, tem bạn đấy là tem nước chuẩn mà. Tem còn tem mình thì đó là tem chấp vá, thì đương nhiên làm sao bằng cái team nước chuẩn được. Còn một mình con Lugala thì không thể là cân clear team được. Kyogre nó búp cho Assert tăng 100% ulti skill, làm sao mà mình có thể cân được. Nước băng là một kia khá mạnh. Tài nè này 29 là xem. À tem ấy à, bác này nghe có vẻ tem đại gia phết nhỉ. Lực chiến có 29 thôi, nhưng mà trong team của bác đấy đấy à, kinh phết. P ở Golden Zin ghép 100% tỏa sáng, hô tỏa sáng, chất chơi người rơi đấy. Đó các bạn muốn chơi tem này thì các bạn thay em Drakkai bằng em Tabulele nhá, tem rất hoàn thiện. Wow, đừng có đi, mình có mỗi con, vừa mới bảo câu là mình có mỗi con Lugala là đang chính, Lugala mà chết rồi thì làm sao mà đánh được nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thay đổi vị trí đi, cho con Lugala sang bên kia. Bật thôi. Level 86, lực chiến 2.9, team khá ngon đấy. Sợ ơi, cái con Kasovia kia của mình là nó có cái bộ hộ ô ấy, nên mình cho nó đứng ở giữa để chồng máy nó chết cái nó còn hồi máu được. Ôi già, con hộ ô nó tích được cái kia nó rộn đau thế. Đây các bạn nhìn này, nó ulti con Kasovia nó ulti một phát nó hồi máu cho cả team ấy, nhưng mà bản thân máu của nó bị mất đi một nửa liền, 50% số máu hiện tại mà chết rồi. Ôi vẫn sống kìa, giảm thủ nó xuống một ulti đi. Trời ơi, bạo Zingate bị sốc nam chết như vậy thì làm sao có cửa mà sống được, đầy máu. Điểm mạnh của Zingate là khả năng lật kèo dựa trên cái ulti chuyển hóa 100% sát thương này HP bản thân, thì bị giết nhanh như vậy thì làm sao có cơ hội chuyển hóa. Giảm thủ, ui à, con Drakkai đam nhiều lúc ảo phết nhỉ, đi chắc hô rồi. Nó giảm thủ cho bạn nhìn kìa, thủ tem đi kiểu âm 36%. What the fuck âm, what the fuck âm luôn, bị con Drakkai nó giảm cho. Đây thủ gốc của nó này, các bạn nhìn không, đâu nhỉ, thủ gốc của nó 38.000 này, 38.000 vừa này giảm âm luôn, ảo diệu. Vậy đó, ở video này mình đã test qua cho các bạn về tem ánh nguyệt tàn khốc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.